Gì vậy? Quay gì trong đó vậy? Không, nè nè. Hả? Nó quay ngược lại. Quay không? Quay ngược lại. Trời ơi, quay gì đó mình hả? Trời. Quay hết luôn đó. Quay ngược lại. Ủa sao nãy con tắm mới nghe nó tới cái sinh viên tiêu hằng mà. Ủa nữa em về em làm bên viên nào? Bây giờ tắm bây giờ mình học xong mình làm thêm định hướng. Đó là mình học nó chuyên thôi lẻ thì nó không có được làm liền. Định hướng vô ông mới học đi. Định hướng nước là mình mới một năm lấy đầu mình mới nếu mà làm được ăn thôi là ổng mấy thì nhìn vô là đúng rồi, ổng nhìn vô là hơn. Cho nên là em tính là thì em á, ý em á, em muốn là ổng gần nhà nhìn nhận nó dễ ổn, nó dễ hơn. Chứ là ở tha thứ em có thấy là năm năm, không, năm năm, làm một năm nữa làm ăn. Là bây giờ anh thấy là em nên về gần nhà hơn. Em dạ em uống bấm vậy tại vì ê, mà nghĩ ví dụ như em làm được cái cơ hội đó anh đang mỗi ngày cũng được đó, em mới hỏng á thì mình nên làm đâu bánh gì tốt hơn thì vô rồi mình làm chung rồi thời gian đó giống bia tắm rồi da đó đúng rồi tao đồ tao mới hỏng ở gần ẩm đây cái này thấy vui không vậy em chiên hoa một em muốn đám cưới còn nhiều hơn nữa nó là học thêm tao đám cưới rồi mới có em phải tính rồi trên đám cưới họ là mình ở bên viện mình kéo khách về kéo mình nhân về chân làm cái gì mình vô hoa nó anh ví dụ anh bạn trai đâu tháng không được anh trai đâu cái nhà mình tháng anh chưa ca cưới đám cưới mà anh hỏi em chừng nào đám cưới nào anh cưới em cưới anh lại rồi đó em đợi anh lại em luôn luôn vậy chắc em cũng mới nha cái nên đây anh mà để em mà để anh mà chắc em là chắc nó cho đi chứ là chắc mày mời cây miệng ly đi coi vậy gì tám đó ơi thì mời cây miệng ly đi coi chưa là già nè đó không đúng rồi chỉ đang một mắt đám em 50 chưa rồi, già 30 chưa rồi là Tết. Em thì bây giờ mình cứ ai không mà khi nào mình cứng ai ngày mình làm mới tốt hơn. Chứ bây giờ mình uy tín quan trọng đó. Trong đi học thì uy tín nên mình năm nay bao nhiêu rồi? 29 hai chín. Dạ. 29 hả? Với lại chú làm gì được là sao bằng anh? Ta 5 tuổi là tôi nhà ta cái chồng hết rồi. Đủ với Mỹ khá. Là người ta chợ em. Ở đây là như vậy nha. Ta có một ta rồi. Ta 5 tuổi. 7 tháng rồi. Ta là chị của ta. Ta là chị của em. Đó là từ khó là nhiều tới 7 tháng rồi chứ. Em kén rồi chứ. Với lại mà còn phải học thêm nữa. Chị đại mình đang học thêm 20 phút rồi. Đang 20 phút quá trời. Không ai lại giống được rồi. Ai sao chọn được. Mình nghĩ công quá thì nó vợ tương đối rồi mà em đó nếu mà tiền chị em tuổi với vợ con á dạ khoảng một năm nữa một năm là phải 18 á đó này là trong này tám em đi ra trường về đọc có nghĩa là mình đi học ở yên nhã liền thì mình muốn học ra là còn nếu mình học có điệu mà tỉnh lúc này mình nó dạy nữa là mình đó không dạy bị dĩ á không có giỏi mình học được có cái đầu đó thì khi rồi giờ mình dạy ví dụ như mình dạy ví dụ như mình dạy nó sẽ chồng cho mình về đâu dạ có nghĩa là nếu mà em học được tỉnh lúc này anh đi học rồi em đi học tỉnh đó. Nếu anh không về đó thì em cứ hẹn bắt anh phải làm mặt đàm hoặc đàm em kén đi chứ đó, anh chịu không được ý gì đó mà em chịu nó lại đi nó hỏi anh chị lại vậy mà gia đình cũng ừ em chờ không lại muốn không muốn chứng là hỏi là được nhưng mà có hỏi không? Đọc cái thằng tè nó xuống bữa nào cũng có vai á, nhà đọc có liên tốt, nhà mày hỏi tao hỏi không cưới không? Không phải vậy, mà
dạ, không lo cho em về đâu. Mà thôi, em đừng có đi về đó. Em lắm thật đó. Tại vì bữa nay vui mà. Nhưng mà không, nếu mà không được thì không biết. Vậy là mai anh chị đi xuống dưới rồi là đi ra quế rồi đi về luôn rồi. Mình nói mấy bà ra được đó. Nãy giờ đang nãy giờ rồi mình chờ con á. Thế em cầu rồi. Có được đủ rồi thôi. Chờ con á chứ không ta về mất tiêu à. Ồ, ho quá rồi à. Ủa, cái gì kỳ chưa? Uống rồi. Quá trời. Uống rồi. Ly của con ở đâu? Uống rồi, đâu. Em phải vậy. Ờ, thì đúng rồi, em lấy cái này nè. Con em rồi, con kiếp với người ta. Tội cho phép con giúp nó ly luôn. Nó mới vừa xuống taxi con giúp cho nó gục luôn. Quá vừa quất một ta ly. Mới vừa xuống taxi con giúp cho nó ly luôn. Nó sai ngày mai có thưởng. Đó đúng rồi. Đó con nghe gì tôi nó. Con nghe. Giúp nó ly. Con biết nó xài là cột. Ai giúp cho nó xài ngày mai có thưởng. Thiệt luôn á. Ai giúp nó xài ngày mai có thưởng. Ăn thì chưa? Con nói thiệt cho con á, Bình Dương này không ai giúp nó sai hết trơn á. Chỉ có con thôi. Chỉ có con thôi, Bình Dương này cứ ai thi đều nó hết trơn á. Ủa mất ý, ý một giờ. Mất rồi. Mất luôn rồi hả? Không vào. Mất rồi. Ô, ok, ok, ok. Ngồi, 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 ngồi. Sống chứ còn xây thì quá vậy mới được chứ. Kỳ về bển nó nằm nó nhớ hoài Việt Nam còn cái coi hình là nhớ hả? Thì uống đi. Mai cái bỏ cái mà thấy ông nghĩa liền. Mai bỏ cái mà thấy ông nghĩa liền, ông nghĩa đâu rồi ông nghĩa. Xong ra đây, lạnh nha, lạnh nha. Đây. Đúng rồi. Thôi, đúng rồi. 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 Ông tự hết bia rồi. Trốn đốt chó. Cậu vần mà nè mày mà uống nước khác chứ mà thấy không? Sai là không có xỉn. Mai mày gói cái mà thấy con mượn thì liền. Mai mày gói cái mà thấy con mượn búa lửa liền. Thì cậu như con. Cái gì rồi? Mời 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 mai rồi đó cái thấy ổng đó ông làm thì lại có cầm đi con ông làm thế thì tôi uống lại mày mà luôn có chồng ra bóp cổ mai á mà con đang ở cái thằng Mỹ này mà nó gõ lên cái chồng á ông làm thế nào mà lại tao đó là mấy ông bạn để tao nói nó mày mày hãy